Tiểu phẩm, thay đổi nếp sống, cách làm là thay đổi sắc màu nơi vùng biên ải xa xôi. Trên cánh đồng bông trắng muốt, sắp đến vụ thu hoạch. Lương Hoài Sao, cô gái người dân tộc Cống xinh xắn trong bộ trang phục truyền thống. Em đang đi thăm ruộng bông để kiểm tra chất lượng của bông. Cô gái nhỏ nhưng đầy nghị lực, biết vươn lên để giúp đỡ đồng bào thoát nghèo. Sao ơi, sao? Sao ơi, sao? Anh Núi, chị Minh đấy à? Làm sao mà biết em ở đây để tìm á? Cô giờ là nổi tiếng khắp cả cái bản này rồi đấy. Cô ở đâu, làm gì ai chả biết à? Chị cứ trêu em thôi, làm gì đến mức như thế đâu. Chị thấy không, em chỉ là cô gái cống quê mùa thôi. Thế về bản hôm nào, bao giờ lại xuống thành phố để học tiếp? Em về mấy hôm rồi lại xuống, đang sắp đến cái kỳ thi nên cũng bận lắm à. Tại mấy hôm nay thấy mọi người bảo cái bông không tốt nên em về xem như thế nào. Thế cái bông có vấn đề gì à? Có bị sao không? Cũng hơi kém chút, nhưng không đến nỗi mất trắng đâu. Tại năm nay thời tiết không được thuận lợi lắm á. Chắc tuần sau thì thu hoạch được. Thế à? Làm chị tưởng mà học bao giờ thì xong? Thế không định lấy chồng à? Chồng con gì á, em còn trẻ mà. À, thế chị tìm em có việc gì á? Tìm em chắc chắn phải có chuyện vui rồi. Chuyện vui của em là cái bông được mùa, dệt được nhiều cái vải thôi à. Vui là vui chung bán ta. Bà con có việc làm ổn định, tự dệt được cái vải để bán, không phải đi mua của người Thái về nữa. Cô bé Sao hồi nào còn nằm trên lưng mẹ, theo mẹ đến các phiên chợ để đổi bông lấy vải. Những gò bông trắng muốt cũng chỉ đổi lấy được chút ít vải để may quần áo. Thương mẹ, thương bà con dân bản mà em đã quyết tâm theo học để giúp đỡ bà con phát triển bông thành sợi, sẽ thành những tấm vải có thể mang ra chợ để bán. Sắp tới, trên xã đã làm bình bầu, chọn em là thanh niên tiêu biểu làm giàu cho quê hương, để nhận cái bằng khen ở trên huyện đó à. Em có làm gì đâu mà đi nhận cái bằng khen chứ, ngại lắm á. Cô lại thẹn rồi, thôi nhắc thì nhớ đến vơ. Vâng, chị Minh ơi, em đang tính quảng bá cái dệt của người Cống đến khách du lịch. Chị có liên hệ được các điểm du lịch của xã mình mà em trưng bày sản phẩm không? Cái này không biết có khả quan không? Được hay không thì phải làm mới biết được. Em chỉ cần chị liên hệ giúp em, còn lại em lo hết. Em có mang cái sản phẩm xuống thành phố, người ta ưng lắm á. Tuy cũng được ít, nhưng cũng là vui cái bụng rồi. Việc liên hệ các cửa hàng du lịch không thành vấn đề, nhưng em cần chuẩn bị những sản phẩm tốt nhất để thu hút khách mua. Dạ chị Minh, cảm ơn chị nha. Không dừng lại ở việc dệt bông thành vải, Sao còn muốn phát triển những sản phẩm của bà con quê mình được bày bán nhiều hơn ở các điểm du lịch để nhiều người biết đến. Bà con sẽ có thêm thu nhập, kinh tế cũng ngày càng phát triển. Động lực nào để Sao có thể làm được như hôm nay đấy? Có gì đâu á, chỉ vì nghèo thôi đó mà. Không cố gắng thì mãi cũng chỉ có nghèo thôi. Cũng may nhà nước có nhiều cái chính sách hỗ trợ cho người dân tộc, nên em mới có điều kiện để học cách chữ, để làm giỏi. Em có dự định thêm cho sản phẩm dệt của bản mình không? Tạm thời thì chưa. Em đang muốn quảng bá cái sản phẩm trước, còn lại học xong thì em mới tính tiếp như hiện đại hóa các sản phẩm mà. Mong là em sẽ thành công. Thì phải có cái ước mơ chứ.
dù nó còn xa lắm. Nhưng biết đâu là sự thật, hồi xưa em chỉ ước là có thể dệt ra cái vải từ bông để không phải đi đổi cái bông lấy vải. Nay đã thực hiện được rồi, biết đâu lại thành công tiếp á. Thế này chắc ế chồng mất thôi. Em có bản làng nuôi em rồi, nên không cần phải lấy chồng cũng được á. Ước mơ sẽ không bao giờ thành hiện thực nếu không cố gắng. Nghị lực của cô gái Lương Hoài Sao đã biến giấc mơ của em thành sự thật. Nghịch cảnh không phải là bước cản của thành công, chỉ cần dám bước qua là thành công sẽ đến.